Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại channel của mình nha. Mình là Biosuke đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi Yesu này là Yesu kiểu như là Yesu gì đó. Yesu hắc tinh đúng không? Yesu hắc tinh. Yeah. Mình chơi Yesu hắc tinh đi top cùng với Yesu hắc tinh luôn kìa. Mình đang muốn Yesu hắc tinh mà skin nó bị lỗi rồi, nếu vô chút nào hết em à. Từ thời mà nếu vô chút nào hết. Đó má, skin nó bị lỗi rồi, bị lỗi kiếm rồi. Dù không có kiếm nha, đấy vẫn chiếm ra đường gió thật là ảo diệu. Thì anh em nào thích video này hãy nhớ like, share video này nha và đừng quên subscribe cơ mình. Vì cái skin bị lỗi này, chúng ta hãy ăn mừng. Đậu xanh mày lướt không? Thích lướt không? Mày thích lướt. Nó mày thi đấu hả? What the fuck? Nó mày thi đấu hả? Nó đi top hả? Oh shit. Oh sorry anh em luôn. Đậu xanh tưởng nó đi top này, nó mang tê le má ơi. Nó mày thi đấu kìa. Fuck thiệt. Lỗ mất mạng rồi, ngu rồi. Đậu xanh. Mày nè. Và anh em nào đã xem đến đây thì hãy nhớ like, share video này nha. Và đừng quên subscribe comment. Vì 50k sub thì mình sẽ lỗ mất. Rồi không hiểu sao cái mod skin này, skin đúng ngay skin này nó bị lỗi luôn, không có tin được. Skin nó bị lỗi. Ồ, Lysin mình cướp rồi, thằng kia không chết kìa. Do viết chuối. Ồ, chuối em ơi. Nó đâu rồi? Nó biến gì nhanh như ta? Thôi sẵn cướp rừng luôn. Á. À. Hay quá, rồi lên top bị thọt luôn, tuyệt vời. Mình vẫn phèm hơn Yesu đó là khá là tuyệt vời rồi. Và đậu xanh mất mạng kiến ông đầu vì xem nuôi. Không biết nó mang thi đấu. Ờ đúng rồi, mất cái mạng. Ờ thì nãy giờ mình quên nói với em. Nãy giờ mình quên nói với anh em là mình đang đánh với em mình nhá. Quên chứ. Nó là Bino Kami nha. Giờ anh em có thể về quay kênh nó xem là Bino Kami. Mình sẽ để lên ở dưới. Anh em nào muốn xem thì có thể quay nó xem. Đậu xanh mày ăn được cái mạng thứ hai đó tao không? Mày ăn được cái mạng thứ hai tao không? Đó. Mày ăn được mạng đầu tè cho mày hên thôi. Pam em mình đã đang đánh April đi boss anh em ơi. Và nó đi cùng với Torres. Anh thanh niên fan 19 con, tuyệt vời. Gắn tem mẹ rồi. Lý sinh đi găng mít bị mít giết chết. Kèo ngược rồi. Cái Inera phản găng. Tóc biến quy một phê rất đẹp đến từ April. Hai mạng ra này. Tôi kẹn lời với Martin đi rồi. Xử lý yếu ở đây. Để tôi mít cho. Để tôi mít. Giết top đi. Đâu xanh ông giết đi mít. Ông bị hành vãi cây trưởng ra. Ai tuyệt vời. Nó không tính là nó không mua cái bình kia luôn. Mít nó khéo. Mít anh em hiểu là từ mít nha anh em ơi, chứ không phải là mít. Ai là mít. Một con gì đây? Mày khung. Ê đã tóc biến rồi. Đó, xanh nó mình không có kịp phản ứng theo đó, mình tóc biến theo. Mình không có tính nó dụ ra tóc biến. Bắt thiệt. Mình làm được phe đó là đậu xanh hai cơ mờ nó la rồi. Được lên trang mạng luôn, khỏi chơi luôn. Oh. Anh em April cứ bình tĩnh. Chúng ta là đều là có máu cả mà nên anh em cứ bình tĩnh. Đậu xanh mà chơi. Mày điên. Né tay liền cung.
đậu xanh này tưởng mình giết tao dễ hả? À quá không, còn có này. Vì cái hiệu ứng của con này nó nhìn đậu xanh đau mắt phải lòng nên mình không biết nó có quái hôm nay hay không. Mình phải cắm mắt hay cắt mắt luôn. Đấy. À, thế. Mặc dù lúc nãy lúc đầu mình phích một mạng nhưng giờ mình đã gỡ lại là 2-1, mình đổi lên nhân giết thằng giết đang mang được Jesu rồi. Một quyết định đổi lên rất là đúng đắn đó từ BUCG. Không sao đâu được, ở đây có một quyết định rất là cần tìm. Mặc dù Nimitz mang tele nhưng mà không sao. Miễn đánh hay là có thể cân được hết cái team ốc chó này. Dịch chuyển ra. Mình không biết team đó là ai support luôn. Nào support ơi. Hai đây hả? Phải lòng. Chúng vô. E hồ bố mày. Né nè. Né nè. Né nè. Đậu sao mày bóng. Nó không mong quy cái đậu. Ủa nó lắc kìa. Ôi sao mà đánh ngu thế hả? Ê mình đánh EW flash. Đậu xanh mình đánh EW flash mà đang E lên đó bắn quy chết bè rồi. Đậu xanh. Ok không sao. Ly đã vét được rồi. Fuck thiệt. Đang E lên thì bị quy bắn chết. Thôi là mình E quy flash mình rồi là nó chắc chắc luôn. Một pha outplay liền. Tưởng một pha Hala của BOC. Ai ngờ đậu xanh ha. Đúng là ha. Hala thì hai màu từ màu xanh nó chuyển sang cái màu đen anh em ạ. Thì Jesus nó xuống đây luôn vậy. Rồi giết mít luôn đi. Không hiểu vì sao mà tự nhiên Jesus với mít Jesus với giết đi xuống mít luôn à. Thì xin găng mít cơ. Một pha anti đến từ Zed. Ôi combo khá là hay. Chúng ta đã có một bếp Zed ở đây. Mặc dù con này nó không thấy kiếm nhưng mà mình để chơi thuần thục Jesus quá rồi nên mình có thể thấy những đường kiếm trong không khí anh em à. Đấy. Chúng ta không cần kiếm nhưng chúng ta vẫn có thể chiếm ra gió. Đó là tuyệt kỹ chiếm gió của một người chơi Jesus đẳng cơ mà đã cấp rồi. Nếu anh em luyện đến được trình độ như mình thì anh em hãy mod skin này sau nha. Đậu xanh, mày khùng mà, mày khùng không? Mày khùng không? Mày khùng mà, mày khùng mà. Mày chơi không em? Mày chơi không em? Mày điên nè, mày điên nè. Mình băng trụ là mình chết ngay nên nó còn rờ. Còn gần nửa bình. Đậu xanh. Giờ đi vô xúc nó đợi quả đẩy quá vô hả, vô xúc nó là nó đánh thường nó anti tao chết nữa. À. À. Mày là Jesu. Mày nè. Đậu xanh mày đụng nhầm đứa rồi, mày đụng BOCG vậy? Mày đụng ai? Mày đụng BOCG. Ừ. Đậu xanh. Đụng nhầm đứa rồi cô. Giờ xanh vãi cả lòng luôn. Nhạc hay vãi anh em ơi. Anh em có thấy nhạc hay thì hãy nhớ bỏ lại một like nha. Vì nhạc này không phải nhạc của mình đâu. Nhạc nghe free thôi. Mà nhạc này công nhận hay. Tuyệt vời. Làm cho mình đánh hay vãi nồi. Giết từ khi một giết một bê từ khi mình đổi lên cho Jesus là thanh niên lên được bê một là giết mình đánh cũng bình thường còn hai là Jesus đánh cũng bình thường. Mình đang nói cái đéo gì vậy, đổi cái này thằng nha. Ok trời thằng Ash gì mà 4-4 còn thằng kia đâu xanh 4-2 cái éo gì nó xanh vậy. Chết mày, chết rồi mày.
mày sai rồi, mày sai. Ôi ở đây, ở đây, ở đây. Cái là tưởng là kia lướt mà kia là tôi ấy Lee Sin qua nó que thiệt luôn. Phải cúp xuống đâu rồi, mất tích dây xuống nè. Ồ dây xuống ở đây rồi. Mày ôi. Ok. Chủ đầu luôn. Wow. Mình vừa ăn chủ đầu đó hả? Vãi xịt, tưởng nãy giờ team ăn rồi chưa? Top nè, phê rồi. Đậu xanh, nãy giờ tưởng ơi đậu xanh lướt quá tường luôn. Tự nhiên lướt quá tường luôn. Mình không có mình không. Những lúc chạy lướt qua tường thì nó hụt ẩu xanh, còn những lúc phân quái lướt qua tường thì lại trúng. Ông trời, chôn nhau rồi. Anh như Yasuo nó để phích một cách tận tình như vậy, nhiệt tình luôn. Một năm rồi anh em, mình đang thấy một đồng nghiệp của mình. Mày phích tiếp đi, tao ủng hộ anh phích mà. Ôi trời, chủ bắn 4 phát luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi, ông Yasuo này em đánh gì vậy trời. Vãi lòng với Yasuo team nó. Ôi, bố mày về đây, bố mày về thôi. Bố mày về đây, bố mày về thôi. Bố mày có tiền ly, ok. Bố mày có tiền ly thì bố mày có quyền về. Trời ơi. Tao mà mày đụng nhầm đứa rồi. Mày đụng nhầm đứa rồi cô. Mày xong rồi. Mày xong rồi. Đậu xanh fan máy bó luôn. Tuyệt vời. Đẩy bót luôn. Phút, bả cái phút 14 mà nhanh. Và là bữa là phút thứ 8 nó biến được rồi. Yasuo đã đang fit với KD rất là tuyệt vời. 1-6 rồi. Còn nhít mình thì nãy 1-3 giờ lên 6-3. Wow. Ôi mất con xe. Mất con xe man. Anh em biết cái cảm giác mất con xe nó đau đớn như thế nào không? Đậu xanh ức chế vãi lều luôn. Tôi đẩy boss nè, thằng này dám xuống cảng không? Xuống cảng hộ bố mày cái. Ôi mình đang chỉnh cái tóc chuột này, nó không có thấy lóc lộn, nên không thấy tường, nên không có thấy rờ của April. Rối con mẹ nó rắm rồi. Bơ luôn tăng chủ được xem được vậy đấy. Mình lại xuống đây giết luôn, không thằng này dám xuống đúng không? Mình đã tuyên bố mà thằng này dám xuống. Anh lên này chỉ có mình lên thôi chứ tụi nó không có dám xuống. Ok chơi nó rờ đó, rồi chưa có rờ. Hay mày chấm hỏi gì mày chạy được khỏi bố mày luôn, mày chạy hộ bố mày luôn. Mày chạy hộ bố mày cái. Đậu xanh tưởng là phải highlight, ai ngờ highlight luôn rồi. Vãi thì đáng lẽ đó là hình như mình giết ba mẹ liên tục mà mình chỉ cần giết hai đứa nữa là Pentakill luôn á.
quả thì tự nhiên nó chạy ra chạy vô, xong rồi thằng April nó xuống, nó hết tường gió, còn đúng ba giây nữa cứ có cái tường gió. Nhớ rồi nó, như nó, nó còn tay ơi, nó còn tay ơi gì đây? Ồ mày chết rồi, nó ăn tay rồi, rồi xong. Ê máu đi, ăn. Nó còn. Trời tim mình giờ nó xanh vãi xịt luôn. Ủa không chết. What the fuck. April đây nè. Bắn đâu rồi? Bắn về nhà nó đi. Là một phe hala liền. Ôi giời. Ồ bê bít luôn, 11 vạn rồi. Ok. Ok. Ai cứu tôi em ơi. Yeah. Quẩy khá là kinh luôn. Thường thì những lúc mình đánh như thì những lúc mình mà hay quẩy mà mình đang phe hala thì mình phải im lặng mình quẩy thôi. Còn những lúc nào bình thường thì cái đội xanh thì mình sủa ghê lắm nha anh em ơi. Chụp né à, đúng đấy. À. Ôi giời chết tôi. Mày điên à. Khi không thảo lên không thảo năm lên. Rồi. Giờ rồi. Thắng rồi, 40k mốt tiền. Phải lều. Vô cực luôn. Lên à. Vô giết luôn. Ôi trúng luôn hả? Ảo quá. Nghĩ đây là phe quay ra kêu cho mình chăng? No, tóc biến hết rồi, ba cái tóc biến luôn. Quả xịt thiệt. Anh em cứ bình tĩnh. Ôi giời. Qua đây nè. No, cái mình tè đầu. Mới có ra kêu hơn anh em ơi. Còn cái bên tè đang núp trong nhà. Phát thật. Nó là tao còn sống lúc đó là được cái bên tè rồi. Rồi xong rồi xong. Quên đây. Ôi bắn mạnh đi. Kéo trúng đâu rồi. Một phe hai lá từ Torres. Úi giời, Z đánh cũng kinh đó. Kinh đó, đó là một sự cố gắng đó con.
Thôi về bán đồ. Full đồ, ok. DJ về video đây là kết thúc rồi đó. Anh em thích video này hãy nhớ bỏ lại một like, share cho mình nha. Và đừng quên subscribe, comment. Oh yeah, tạm biệt anh em vào đây lần sau. Và tạm biệt, và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau nha. Bye bye.